Xin chào tất cả anh em đam mê ná cao su nổ bắn bi. Thì em xin giới thiệu với anh em đây là mẫu ná cao su K3 gắn ống ngắm nhanh. Hiện tại thì cây này chỉ có đạp lên là bắn thôi. Em chuyên chơi B8 và B10. Cây nếu mà dây to dây 5 mà mạnh như này thì em hay chơi B10 nha. Đó, đạp lên, gắn vô ha. Đó, mẫu này thì gắn ống ngắm nhanh thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em khắc phục một số cái lỗi khi mà anh em mua laser ống ngắm về lắp nó hay thường xuyên gặp phải ha. Đó, thì đây là em một tay bắn tay quay cho anh em xem luôn. Đó, anh em thấy chưa? Rất chuẩn nha anh em. Một tay bắn và một tay quay luôn. Hỗ trợ thêm một cái chân vô đây nè. Là ống ngắm vô là chuẩn ha. Tụi anh em nhìn kỹ cái cây này nè. Cái chỗ này nó cắt cái đoạn này nó hơi bị cao lên. Hơi bị cao lên nên là khi mà chúng ta bắn cái cây ná vô á thì cái đầu cánh nó hơi bị cao, anh em thấy không? Anh em thấy cái góc không? Thay vì là cái ống ngắm với lại cái cây này nó phải song song với nhau nè. Thì cái cây này nó hơi bị cao lên. Như vậy thì cái dao động của cái ống ngắm này, lúc này mình muốn chỉnh cho nó chỉnh cao lên thì chỉnh quá cái dao động. Nghĩa là khi anh em siết ốc vít, siết cao thấp á, siết kịch kim hoặc là xả ra rất nhiều mà nó không thể nào phù hợp được. Có nghĩa là cây này ví dụ như anh em nhìn vào đây nhé. Mình bật lên, bật rồi. Đây, nói cho anh em dễ hình dung nè. Đây, anh em thấy một cái dấu chấm đỏ ở trong ống ngắm không? Thay vì là bây giờ là muốn chỉnh cho nó cao lên nữa, nó mới hợp lý nè. Đó, thì bây giờ nó nằm ngay cái chỗ đó mà chúng ta đã dặn kịch kim, nó không muốn cao lên nữa không được rồi nè. Muốn cao nữa không được rồi. Vậy bây giờ nó chỉ có hai cách thôi. Một là chúng ta tháo cái chân ray này ra, chúng ta độn thêm một cái miếng gỗ hay là một cái que gì cho nó cao cái đầu này lên, thì tự nhiên cái ống ngắm mình nó sẽ ngóc đầu lên, đúng chưa? Và hai là phải làm sao cho cái đầu đó nó thấp xuống. Muốn cho cái đầu đó nó thấp xuống là mình khắc phục đây, mình cắt bớt cái đoạn này thì cái đầu nó tự nhiên thấp xuống nha. Đó, mình hiểu nguyên lý rồi đúng không? Đây, cái này cái cơ bản là do người thợ làm gỗ họ làm cái này không có vuông góc nè. Cái này đi xuống đây là cái này phải đâm ra đây vuông góc nè anh em ha. Nhìn mắt thường vẫn biết mà. Nhìn mắt thường vẫn biết là cái cây ná nó đang bị cao lên nè, nên là cái ống ngắm anh em nhìn nè. Cái ống ngắm nó phải song song với cây đó, nhưng mà cái cây đó nó bị cong lên vậy thì nó song song đâu được, đúng không? Rồi, ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tháo cái tháo vít, ba vít này ra để chúng ta tiến hành mài lại cái này cho thấp xuống, đúng không? Ok, em sẽ tiến hành làm cho anh em xem trực tiếp luôn. Rồi, tắt ống ngắm đi. Thấp xuống thôi. Đây nè, khi chúng ta ốm vô nè thì chúng ta thấy nó tầm này là nó mới thẳng nè. Thì chúng ta phải mài xuống rất nhiều anh em ạ. Đây, chúng ta làm dấu đầu này ha. Khá dày á. Này, thợ họ làm, họ đặt máy họ làm, nhưng mà nhiều khi á họ làm ẩu anh em. Nên là cái đoạn này nó hơi dày. Đó. Khi mà lúc đầu mình nhìn mắt thường mình không thấy đâu, khi mình gắn cái ống ngắm vô mình mới thấy. Họ gắn cái laser vô mình mới thấy. Thì chúng ta sẽ nhìn nè, lật cái cây nè, ví dụ nhìn theo cái đường của cái ống ngắm nè. Mà nhìn theo cái đường, hoặc là chúng ta không cải tạo cái này mà chúng ta cải tạo cái này, chẳng hạn chúng ta mài cái này thấp xuống. Mài cái này thấp xuống thì khi ống ngắm bắt vô nó cũng vẫn đồng trục luôn ha. Đó, nó vẫn song song nhé, nó đồng trục là hơi bậy nhé. Song song, đó, nhưng mài cái này thấp xuống. Thì có phải là cái đầu này nó lúc này nó hơi xen xiên vậy, thì cái này nó hơi xiên. Thì cái này là do làm thôi nè. Thợ thì họ cũng chỉ làm ước lượng thôi, tại nhiều khi họ làm cái này mà họ không biết là cái này mình về mình chế như nào nữa cơ. Nha. Rồi, ok. Giờ mình tiến hành mài nha. Rồi, ok anh em. Như vậy là chúng ta làm dấu đoạn này thì chúng ta cũng đã cắt được tới đoạn này ha. Và chúng ta lật cái mặt này, chúng ta nhìn là nó rất là phẳng rồi. Lật mặt này để giống cái đường thẳng này và cái đường ống ngắm này. Giống cái đường thẳng này và đường ống ngắm này nó cũng ok. Chúng ta lật mặt này giống theo cái đường ống ngắm này và cái đường này nó cũng song song với nhau là ok.
Nói chung là kể cả là nó có lệch góc mấy độ thì cũng bình thường anh em. Tại vì nó chỉ cần nằm trong cái dao động chỉnh của cái ống ngắm này là ok nha anh em. Ví dụ như nó có hơi xuống hoặc hơi lên một tẹo, nhưng mà chúng ta có thể chỉnh cái ống ngắm này nó theo miễn cái biên độ chỉnh của nó, nó đừng quá cái biên độ đó là được nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt trở lại và chúng ta test thử nha. Rồi sau khi mà chúng ta đã bắt trở vô lại thì chúng ta bật cái ống ngắm lên, chúng ta xem là nó cao hay thấp như thế nào. Rồi bây giờ thì chúng ta thấy nó là tương đối cao so với cái chiều cao chúng ta cần thiết rồi ha. Tương đối cao, khả năng chúng ta phải vặn cho nó thấp xuống tẹo nữa cơ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vặn cho nó thấp xuống tí nữa nha. Giờ chúng ta sẽ test thử. Sau khi mà gắn lại xong á, thì chúng ta vặn cho cái này nó xuống một xíu, tại vì nó hơi quá cao. Cái này khi chúng ta mài cái này là chúng ta bắt vô lại thì cái đầu nó bị cúp xuống nè. Nhưng bây giờ anh em thấy nè, nó cái ống ngắm nè và cái cây sắt này nó tương đối là song song rồi. Có thể là nó không song song 100% được, tại vì mắt thường mà. Nhưng mà cái dao động chỉnh này bây giờ nó dễ chỉnh rồi đó. Nên là cái cách xử lý khi mà chúng ta bị cái đầu cánh cao quá hoặc cái đầu cánh thấp quá, hoặc là laser bắt chưa hợp lý, thì chúng ta có thể một là mài đằng trước này để cho cái cây này nó song song với ống ngắm, hoặc là chúng ta để nguyên đó và chúng ta mài cái đoạn chân này để chúng ta bắt lại cái chân để cho cái ống ngắm nó song song với cái này đó. Nó có hai cách nha anh em đó. Thì bây giờ em sẽ test thử một phát trước nào. Em mới vặn xuống một tí thôi, không biết là nó chính xác chưa nữa. Tất nhiên là nó không thể chính xác 100% được, nhưng mà ví dụ bắn mở mục tiêu tầm 7-8 mét thì chúng ta có thể ăn được. Còn nếu mà ở xa hơn thì chúng ta phải buộc phải có bia nha anh em. Buộc phải có bia là đánh số 1, 2, 3, 4 rồi thì chúng ta bắn, chúng ta mới tìm cái đồ chụm. Chẳng hạn như là bây giờ bắn cái cự ly này thì em bắn, em canh cái nắp chai em bắn. Đó, trúng nha anh em. Trúng cái đầu chai anh em thấy không? Trúng cái đầu chai nó niệm qua bên kia rồi là anh em thấy không? Đó, lúc nãy là cái chai nó nằm bên trái, bây giờ chúng ta bắn cái nó lật qua bên kia luôn rồi đó. Giờ em sẽ ra lót một số cái mục tiêu khác thì em sẽ bắn cho anh em xem nhé. Rồi, ok anh em. Đây, nãy thì em để cái này ở đây ha. Bắn banh chành cái đầu chai nè anh em thấy không? Đó, canh cái đầu chai, trúng đầu chai là anh em biết nó chuẩn cỡ nào ha. Còn bi nằm trong này nữa nè. Giờ em sẽ bắn mục tiêu nhỏ hơn. Đây, em sẽ bắn đây là mấy miếng thép 25 vuông em cắt ra từ cây 25 vuông này anh em, để làm ná đó. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ test thử. Bắn cái đầu chai mà trúng cái đầu chai thì khả năng là cao thấp nó không bao nhiêu. Đó. Rồi, em sẽ bắn 5 phát liền. À, 5 mục tiêu liền. Có thể có phát rung tay hụt bình thường mà anh em. À, 1 mục tiêu, 2 mục tiêu, 3 mục tiêu, 4 mục tiêu, 5 mục tiêu nhé. Bây giờ chúng ta để cái cam ở đây. Để cái cam ở đây nha anh em. Để cam hơi lệch lệch nha, để nó có trật nó không trúng cam được. À, cũng nguy hiểm lắm, nhưng mà trúng miếng gỗ vẫn có thể bay lên cam. Đây, làm cho cái cam cao lên. Cao lên vẫn, nói chung hên xui à. Em nghĩ là khả năng không đến mức nào đâu. Rồi bây giờ em vô trong kia em bắn ra ha. Đi này tầm 7-8 mét gì đó nha. Tại vì mấy bữa em ngồi ngay cái thềm đó em bắn ra thì em đo là 5 mét. Nhưng mà vào trong tít cái ghế đỏ trong kia thì có thể nó hơn. Thì em độ tầm 7-8 mét nha. Thì anh em cứ nghĩ là cự ly tầm 20 mét anh em ăn được chắc chắn luôn. 15 mét em cũng đã từng có test trứng gà ở 15 mét rồi, test quả chanh ở 15 mét, test viên pin. Nhưng mà nếu mà cái cây này mới vừa chỉnh như thế này á, mà anh em cây nào mà anh em muốn bắn xa anh em phải chỉnh bằng làm cái bia rồi tâm rồi đàng hoàng anh em bắn mới được. Chứ còn nếu mà anh em mới chỉnh sơ sơ vậy á mà anh em bắn mục tiêu xa là nó sẽ trật đó. Tại vì mình ở gần này thì chẳng hạn như nó lệch thì nó sẽ không đáng kể, nhưng mà khi cái độ lệch đó khi ở cự ly xa hơn gấp đôi lên gấp ba lên thì chẳng hạn như bình thường nó chỉ lệch 1 phân, nhưng mà gấp ba lên nó lệch 3 phân, lệch 4 phân, đúng không? Đó, đấy thì anh em biết mà, chỉ độ chừng bằng mắt thường thì không thể nào mà 100% được. Nên là đây em sẽ vô em bắn nha anh em. Rồi từ cái giai đoạn này là em sẽ không có cắt ghép gì nữa, anh em có thể nhìn kỹ vào cái thao tác của em á. Em thì làm hơi chậm thì anh em thông cảm nha. À, cái đoạn này là không có cắt ghép gì và em sẽ cố gắng bắn thật nhanh.
Rồi phát thứ nhất rất là chính xác nha anh em. Cự ly này đặt ống ngắm vô là nó chiếu rất là dễ nhìn. Bây giờ chúng ta sẽ bắn phát thứ hai nha anh em. À, cái cây này mà anh em nhiễu một hai giọt dầu vô đạp nó rất là nhẹ nhàng luôn nha anh em. Đạp nó trượt nhẹ lắm. Phát thứ hai rồi trúng nha anh em. Thường ở những video trước thì em test còn mấy chục phát không anh em, thì nó chỉ dù test 10 phát hoặc test 20 phát chỉ chật 2-3 phát thôi. Cái này chỉ có 5 mục tiêu thì rất có khả năng là sẽ bắt phát bắt trúng. Tại vì em bắn quen rồi anh em, nhiều khi mà cự ly này không có ngắm em vẫn bắn trúng nha. Đó. Nhưng mà anh em thì bắn chưa quen thì anh em không đồ chừng được, tại vì nó không có cái ống nè, nó không có đầu ruồi đâu. Rồi trúng luôn nha anh em. Như cái súng thì nó có đầu ruồi, có cái nòng để mình ngắm theo. Còn cái này nó chia làm như chữ V, như chữ U như thế. Thì mình ước lượng mình bắn là không được, buộc phải gắn laser hoặc ống ngắm. Ở cự ly gần tầm chục mét đổ về, nhiều khi em bắn thì cũng rất có khả năng sẽ trúng. Rồi trúng nha anh em, 4 phát liên tục nha. Thường là bắn mục tiêu là cái chai nhựa hoặc là mục tiêu hơi to, chứ mà mục tiêu này hơi rất nhỏ nha anh em. Mục tiêu này là 2,5 vuông. Cái này là 2,5, ngang 2,5 nha. Độ cao của nó chắc tầm 5, chắc tầm 5 phân. Rồi trúng nha anh em. Rất là chính xác luôn. Anh em thấy ha. Thì anh em nào mà nếu mà biết làm mộc thì có thể mua phụ kiện của anh em về chế, còn không thì mua nguyên cây về chơi nha. Em chào tất cả anh em, nhớ đăng ký kênh, like clip giùm em nha.